Alo, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vượt vũ trụ mô phỏng mới độ khó 3. À, vũ trụ này thì khá là khó anh em ạ. Nhưng mà đối với độ khó 3 thì cũng không khó lắm đâu. Và mình đã đánh đến cái con boss đàn côn trùng rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào sâu chúc phúc của mình nhé. Chúc phúc của mình gồm có đa phần là toàn hủy diệt. Hủy diệt mình có hai chúc phúc này. Bảo hộ thì mình cũng có lấy một tí. Nói chung mấy chúc phúc khác chủ yếu là mình lấy kiểu nó từ gacha vào xong mình lấy thôi. Còn cái quan trọng ở đây đó là mấy cái chúc phúc mà tạo khiên đấy. Chú phú thì các bạn cũng nên lấy một chút. Còn bảo hộ thì hay có cái chúc phúc gọi là tạo khiên. Hủy diệt cũng vậy. Và đây là cái chúc phúc hủy diệt của mình. Và quan trọng chúc phúc hủy diệt ở đây đó là chúc phúc nhấp nháy nhịp nhàng. Đặc biệt là anh em phải cường hóa lên 2 sao nhé. Chúc phúc này là sẽ hồi lại HP. Còn là cốt lõi của cái con đường gọi là cái bộ hủy diệt này. Còn vui vẻ với sinh sôi thì vui vẻ thì thực ra nó bắt mình chọn hoặc là nó gacha chọn. Nên là bỏ qua. Còn cuối cùng là sinh sôi thì sinh sôi chủ yếu mình lấy cái mấy cái mà mình chưa nhận để đấy để lấy ngọc thôi. Tiếp theo đến nhân vật. Cái nhân vật mình sử dụng đó là đội hình Silly Hyper, cùng tinh Yun, Silly Bronia và Trả Lụa. Thì đây là đồ của những nhân vật của mình nhé. Mình build cũng không phải là thế giới lắm đâu. Và qua cái quan trọng ở đây là các bạn nên build tinh Yun là tốc cam nhất nhé. Nếu không phải là tốc cam nhất thì cũng phải tầm 130 mấy, xong rồi dùng cái bộ quốc 4 ấy, cái bộ mà tăng hiệu suất hồi năng lượng, xong rồi sẽ ưu tiên hành động ấy. Sau đấy Bronia là sẽ nhân vật tốc thứ hai và tốc cao hơn Silly để bắp luôn. Còn Trả Lụa thì mình không quan tâm tốc của nó lắm. Với lại Trả Lụa thì cầm nón ánh sáng đổi ngang giá này. Và đây là những nhân vật mà mình sở hữu. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào đánh nhé. We'll be right back.